Sáng ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm lần thứ 5 của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Đây cũng là chuyến thăm nằm trong một loạt sự kiện mà hai bên tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore. Sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore vào tháng 2, chiều nay, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trước đó, tối ngày 27 tháng 8, sau khi đến Hà Nội vào chiều tối, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đi dạo phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm và thăm đền Ngọc Sơn. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư, khóa 15, đã khai mạc sáng nay ngày 28 tháng 8 tại nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là hội nghị cho ý kiến vào 8 dự án luật, số lượng nhiều nhất trong một hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách từ trước đến nay. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung rà soát để làm rõ các dự án luật đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương của đảng hay chưa, làm rõ cơ sở chính trị với từng lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, xem xét tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là những dự án luật liên quan chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn các dự án luật nhà ở sửa đổi, kinh doanh bất động sản sửa đổi, đấu thầu sửa đổi đều liên quan chặt chẽ với luật đất đai sửa đổi, đã và đang được xem xét sửa đổi bổ sung đồng thời. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, quy trình xây dựng pháp luật phải hết sức kỹ lưỡng, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật sơ hở, tạo ra tham nhũng tiêu cực, gây ra thất thoát hoặc chỉ tìm cách kéo thuận lợi về bộ ngành mình, tạo cơ chế xin cho, cài cắm. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, cả nước ghi nhận 5.727 trường hợp mắc tay chân miệng, không ghi nhận ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong những tuần gần đây, thành phố Hà Nội ghi nhận trung bình từ 40 đến 50 ca mắc tay chân miệng một tuần. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội có 1.169 ca tay chân miệng và 36 ổ dịch. Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng Enterovirus 71, EV71 và Coxsackie A16. Có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Chủng EV71 thường gây bệnh cảnh nặng, dễ gây các biến chứng và có thể tử vong. Từ đêm đến sáng sớm nay ngày 28 tháng 8, Hà Nội và miền Bắc có mưa to trên diện rộng do không khí lạnh đầu mùa tràn về. Mặc dù là không khí lạnh nhưng xuất hiện đầu mùa nên chưa gây lạnh mà chỉ giúp nền nhiệt giảm sau chuỗi ngày nóng. Nhiệt độ sáng nay ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội là 25-26 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29 tháng 8, do không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to và dông. Chiều tối và đêm ngày 29 tháng 8, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và dông. Chiều và tối ngày 28 tháng 8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn ở Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Chiều ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an đã tạm giữ 17 phương tiện trong đoàn mô tô có hành vi lưu thông trái phép vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và đâm bị thương một cán bộ cảnh sát giao thông, đồng thời làm việc với các tài xế. Hiện còn 24 phương tiện cùng chủ xe vi phạm chưa đến làm việc theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các chủ phương tiện chưa đến làm việc khi tới trụ sở đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông ở địa chỉ số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, để làm việc phải mang đầy đủ giấy tờ phương tiện.
Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 8, tổ công tác thuộc đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông gồm 5 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng trong lúc làm nhiệm vụ tại trạm thu phí km 104, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, khi phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn lưu thông trái phép vào cao tốc. Khi Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, thì bị xe mô tô do T, sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển tông thẳng vào người dẫn tới bị thương. Qua kiểm tra, T không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Tại cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận cả đoàn đi phượt về phía Lạng Sơn. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ việc. Sáng ngày 28 tháng 8, ông Nguyễn Kiên Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay, trong quá trình tìm kiếm, các ngư dân địa phương đã phát hiện thi thể ngư dân 61 tuổi, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, bị mắc vào lưới đánh cá cách bờ biển khoảng hơn 1 hải lý. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, thi thể ngư dân đã được đưa vào bờ và làm các thủ tục bàn giao về cho gia đình. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 8, ngư dân gặp nạn đã một mình đi thuyền hành nghề câu mực trên vùng biển xã Kỳ Phú, cách bờ biển khoảng 3 hải lý. Đến khuya cùng ngày, ngư dân này liên lạc về cho người thân bình thường, nói đã câu được một số mực bỏ trong lòng và nói với gia đình bị mệt. Tuy nhiên, sau đó thì bị mất liên lạc hoàn toàn.